Rồi sửa bài nè các bạn kia. Bữa sau đó là cô yêu cầu chụp bài các bạn làm nha. Còn học kiểu này là cô nghi quá. Sao thấy nó phiêu phiêu cái gì á. Roties Toties âm y dài. Unleavened âm e, unleaded âm e và leathery âm e câu 1A. Câu 2, unctuous âm khờ, Kaylee âm khờ, Vavro âm khờ, nhưng mà violent, violoncello là âm âm trờ. Thì câu số 2 chọn D. Hai chọn D. Câu 3, substantiate âm ớ âm a, sulfate âm a, abattoir abattoir thì ở đây mấy bạn sẽ có là âm ơ và affable. Rồi cô chép lại cái từ nghĩa từ này. Sulfate đúng rồi nè. Ever war đúng luôn, không có sai. Synteny. Ok, chọn đáp án B, âm A, tất cả kia làm ở đây mới đúng, gõ cái này mới đúng nè. Vậy mới đúng các bạn nhé. Chữ A gạch chữ A trên mới đúng chứ không phải là ở dưới đâu. Flummox. Âm O, nauseous âm O. Fast Amar và từ costum làm R. Ở đây các bạn sẽ chọn cho cô là 4A. Tiếp theo câu số 5, tousled âm ao, tau, joust, boltus và sound. Ở đây mấy bạn sẽ chọn cho cô là đáp án C, 5C. Mấy cái từ này khó không á? Toàn từ khó cả. Câu tiếp theo và phần pattern, word pattern. Cô nghĩ mấy cái này là học sinh giỏi chắc nó không ra nổi đâu, thiệt sự luôn, chỉ có 30 tháng 4 thôi. Các bạn sửa giùm cô với xíu cô quay lại 2 phút nhé.
Hello Tâm, sorry, I'm come back here. I come back here. Rồi, tiếp theo, Vistocracy. Thì câu số 3, câu số 2 á. Thật ra mấy cái từ này là ví dụ như mấy từ này là học trong chuyên ngành thì con mới biết được cái chi viêm kích động hay như vậy, tủ lạnh. Refrigerator, refrigerator. Nhóm 2, 2 hết thì có từ câu D là nhóm âm 3. Restrogressive, được chưa? Câu này chọn đáp án D. Abscond, committee, âm 2. Place glass, âm 1. Work glass, âm 2. Ở đây các bạn chọn đáp án C. Câu 4 nè. Expiratory, nhấn âm 2. Cosignatory, cosignatory, nhấn âm 2. Diaresis là nhấn âm 2. Và mình có là epiglottis, âm 3. Thì đây mấy bạn sẽ chọn được cô là đáp án D. Câu tiếp theo là juxtapose, âm 3, juxtapose, penetrasilear, âm 3, salmonella, âm 3 và potassiate, theater, âm 2. Ủa, câu này nó bị gõ đáp án nhầm rồi các bạn. Cái đề cho quá đã một tên một cái loại thuốc trời ạ à. Cô bó tay luôn á, thiệt sự luôn á, mấy cho mấy cái đề này mấy ông thầy không biết ông giải được không. Balatiator là nhớ âm hai các bạn. Balatiator, ok, ở đây mình chọn đáp án D nha. Còn từ vựng nè, khi mà thấy được nearly drop a plastic, gần như là rơi cái lọ mà rất là quý, cô ấy đã háo mồm kinh hoàng. Gaps, còn grabs là nắm chặt, grunt là cầu nhàu cằn nhằn và từ grumble là cầu nhàu. Câu 1 chọn đáp án D. Câu 2, the little girls were quilling brightly colored hoops around. Thì mấy bạn nhớ là làm cho xoắn xoắn cái bân bê, xoắn cái vòng đó, có màu sắc sặc sỡ. Còn uốn cong là làm xoăn, làm cho cuộn lại và ném mạnh hoặc phóng lao. Câu 2 chọn là bán A. Các bạn nâu lại cho cô nhé. Tiếp. Everyone was commiserate, thương hại. Đi với từ with mấy bạn nha. Thương xót cho ai sau khi anh ta Mr. Benanti bỏ lỡ Benanti in the last 5 minutes, là trong 5 phút cuối cùng của trận đấu.
Không chưa, xuống nha. Since always, George L. đưa ra lời nói. Sáo rỗng. And so on, bông bông và may may. Put out là dập tắt, rồi là gây phiền phức cho ai, gây phiền toái. Give out là phân phát, và bad town dính líu. Đừng dính líu cái gì đó. Câu số 4 mấy bạn chọn D. Câu số 5 là funny face, he says is a term of. Đây là một cái thuật ngữ của sự quý mến. Funny face. Câu số 5 chọn đáp án D. Câu 6, she had a momentary lapse. Sự nhầm lẫn, sự sai sót. Ở đây mình không phải là nhầm lẫn sai sót, mà nguyên cái là một khoảnh khắc mất tập trung đó các bạn. Câu 6 chọn đáp án A. Nguyên cụm luôn. I wonder that. Here's a question. Good professor Maxwell in class before us in this morning's lecture. And number A is very all very is all very well. Chấp nhận được. You are going to train harder, but you got to actually do it. Luyện tập cần tập chấp nhận được khi nói rằng bạn sẽ cần luyện tập chăm chỉ hơn. Ok. Câu 9 là play terribly well. Rất là tốt. Terribly ở đây có nghĩa là nhấn mạnh rồi các bạn ạ. Trong vòng đầu tiên mà may mắn vượt qua. Ở đây là rất nhưng mà mang nghĩa phủ định đó, chứ không phải là ấy đâu. Didn't play là không chơi tốt ở vòng đấu đầu và may mắn vượt qua. Đúng. Câu số 10. Mill around là đi loanh quanh. Đi loanh quanh xung quanh cái cổng vào của vũ trường mà không có vào. Thì câu số 10 mấy bạn chọn D. Đúng bao nhiêu câu các bạn? Tám câu là giỏi rồi Nguyên. Giờ biết. Feel a lot. Fitter là khỏe mạnh vừa vặn. Since I started going swimming every day. The waiter hover attentively có nghĩa là chăm chú. All the time we they are eating their meal. Người phục vụ luôn tiến gần và quan sát chăm chú cái lúc mà họ ăn cái bữa ăn của họ. Câu số 2 các bạn chọn D.
Câu số 3, the original design was conceived, được bày tỏ by the team, diễn đạt bởi cái team kiến trúc sư làm việc in close consultation with the gallery director, làm việc với sự tư vấn của giám đốc văn phòng trưng bày. Câu số 4 là the key that I kept to it, giữ để ăn nha các bạn, chứ mà là keep eating là tiếp tục ăn, nó khác nhau nha. Has yet to, chưa làm gì đó hiện tại. Had yet to, chưa làm gì đó, cái này làm hoài, ai gặp hoài. Còn mình sẽ có firework display là trình diễn pháo hoa, mặt bắn pháo hoa. Câu số 6 chọn B. Câu 7 là can you tell me the year in which, nơi mà cái thời gian mà các bạn nhớ year là đi với dấu từ in, cái năm mà Australia đưa ra cái đồng tiền, đơn vị tiền tệ gì đó. Thì đây mình dùng English bằng với không phải là where mà bằng với cái năm đó, địa điểm. Ở đây mình không dùng khoan nha, bằng when chứ. Ủa câu này kỳ ta. Khoan nha. Câu này bị để nó bị kỳ. Tại vì the year chỗ này dùng when cũng được, mà dùng when cũng được. Vào năm 1966. Tell me the year in which là when chứ. Đã giới thiệu cái đồng tiền này. À, Tuấn ơi, em coi trong cái đề gốc là nó ra cái gì vậy? Cái chỗ này là phải phải when không hay là where? Tuấn mà nó đi lên ta. Tuấn. Dạ when. When thì chỗ này nó bị đâu có đúng. Câu này mấy bạn để lại, cô mình chưa thấy nó trường hợp ngoại lệ gì cả. Ôi, để lại câu này nha. Từ từ, câu số 7. Đấy, mấy cái đề ra từ đưa bông bí chán thiệt. My favorite kind of yogurt is made from sheep milk, sữa từ cừu. Câu số 8 chọn D. Câu 9, I suppose it might be the 7 years. Mong muốn 7 years là sự khao khát. But sometimes I wish I had married colors. Câu số 9 chọn B. Và câu 10, had a bit of difference of opinion, khác biệt về quan điểm, and I don't really see much of each other anymore. Câu 10 chọn B. Và câu số, ở đây 9 câu thôi các bạn ạ.
Alo, sao rồi? Bao nhiêu trên 9? Bỏ cái câu số 7 đó đi. Từ từ, cô chưa thấy cái... Ok, sau khi tư vấn thì chỗ này á, là dùng in wish đúng rồi các bạn. In wish bởi vì ở đây là năm á, ở đây nó thiếu chữ in nè, year. Vào cái năm đó là dùng in wish. Còn nếu mình dùng when á, là bản thân ở chỗ này phải có in gì đó rồi. Câu 7 cho nó bán ngang, đúng rồi đó. Đề ra cũng không chuẩn lắm. Tại vì mấy cái đề nghị này nó cũng không có ok lắm đó các bạn nha, vẫn có lỗi sai. Câu số 1. Cái phần phrasal verb get through là vượt qua. Get great job straight after, có công việc sẵn ngay sau khi tốt nghiệp đại học, bởi vì ba anh ta là big fish, một người quan trọng trong giới chính trị. Không phải là một con cá lớn đâu, mà là người quan trọng, một con là ông bự mấy bạn. Trong chính trị thành phố, trong giới chính trị, người quan trọng á. Ok, câu số 1 các bạn chọn B. Câu 2. Will out. Họ đã the same old excuse last time, có nghĩa là đưa ra một cái lời giải thích, một cái lời xin lỗi. Lần trước, this happened. Bịa ra. Make out the same excuse. Bịa ra cùng lời xin lỗi hả? Dùng cái lời xin lỗi cũ rích để mà lần trước khi xảy ra chuyện này dùng lại các bạn. Còn make up là bịa ra mới nha. Bịa là bịa mới nha. Còn đây có chữ the same thì dùng will out. Tiếp theo câu số 3 là the village have growing, có nghĩa là họ tập trung vào cái người đàn ông mà chịu trách nhiệm á mấy bạn. Chịu trách nhiệm cho cái vụ giết người. Còn zoom in là điều chỉnh ống kính thôi. Keep in là cho phép ai ra ngoài. Đây các bạn sẽ chọn cho cô là đáp án D. Câu 4, khi mà cô ấy buộc tội anh ta đã ăn cắp chiếc đồng hồ Rolex thì anh ta đã swear down. Quả quyết rằng anh ta đã không có làm điều đó. Con số 4 chọn D. Tiếp theo,
They kept saying that they were interested, but they are just string me along. String someone along là lừa dối ai đó. Cut someone out là chứng minh hoặc phát hiện ra ai nói dối. Còn test someone on là tuyển dụng. Ở đây có 5 chọn đáp án E. Câu số 6, the truth finally sinking. Sinking có nghĩa là phơi bày, sự thật cuối cùng đã phơi bày về cái chết của cô ấy khi mà nó được phát sóng trên TV broadcast. Câu 6 chọn C. Câu 7, it has been so successful that they have for another fortnight. Fortnight là 2 tuần các bạn nha. Held it over là trì hoãn, tiếp tục cái gì đó. 2 tuần, thêm 2 tuần nữa. Câu 7 chọn A. Tốn nha. Câu số 8. Rail vô hiệu hóa. The green button to stop people using it because it's expensive for the people. Chi phí cho giá giấy thì đã tăng lên gần đây. Vô hiệu hóa cái nút in đó mấy bạn. Sau khi triệu chứng của tôi biến mất thì bác sĩ đã tape me off là the medicine là giảm dần cái số lượng thuốc. Câu 8 chọn A. Và câu 10. Hoa đau là bày tỏ tâm sự. Hết. Đúng bao nhiêu trên 10 câu tụi con? Khoa được 7, mấy bạn kia được bao nhiêu? Khoa con ráng mà cày đi, nếu mà cô hai cô test lại ổn thì cô cho con đi thi. Tiếp xuống nào, đoạn văn reading các bạn ạ. Rồi nâu lại cho cô cái phần ấy. Lena, con làm cho đàng hoàng nha. Cô bữa sau á, riêng con là con chụp hình cho cô xem coi bài tập cô gửi đề nào là chụp đề đó, làm xong rồi gửi chụp cho cô với. Xuống nha. Mấy cái dạng bài này là của TOEFL IBT. Bạn nào mà muốn luyện thêm thì cô sẽ chỉ cho bạn, mấy bạn mua quyển sách có mấy chục ngàn à.
Đúng. Câu số 1. Có phần dẫn chứng đáp án B, dẫn chứng ở đoạn 1. Các bạn là chỗ nào mà còn còn lăn tăn thì cứ nói cô nhé. Cô xuống. Câu số 2 là chọn đáp án A nè, dẫn chứng đoạn 1 luôn. Cô xuống nữa. Stream là tối cao, cấp cao nhất, quyền hạn cao nhất, lớn nhất, quan trọng nhất. Câu số 3 các bạn chọn cận B. Câu 4 đây là house, they are built, they were built, chúng được xây dựng. Tiếp theo, câu số 5, The Order Mansion Stacks, Pueblo Spotino gì đó, cái tên riêng á, là có hơn 800 phòng, như là ví dụ câu nào sau đây, tức là Pueblo nó sẽ to như thế nào. Câu số 5 chọn D.
Câu số 6 là settle là design, mấy bạn giải quyết. Từ nha, ở trong trường hợp này tôi cô lại dòng số 9 nó thường nghĩ như cái gì nhé. Các bạn quay lại xíu cho cô, quay lại xíu chỗ này. Settle giải quyết những công việc. Solo affairs. Ok. Câu số 6B, câu số 7, câu A. Dẫn chứng ở đoạn cuối luôn. Câu số 10 là ascending, là climbing đi trèo lên. Can be informed on basic stats in addition to gì đó, what skill at building which of the following roles? Câu số 10. Và câu số 10, 10. 10, câu số 9, câu số 10 chọn đáp án B. Ok, 10B. Hết, bao nhiêu câu trên 10 mấy bạn? Tám trên 10, 8 trên 10 là ngon. Cũng được. Cũng được nha. Trời ơi, em biết không, một năm ngoái mà tụi cô gì ta? Chấm học sinh giỏi không? Chấm học sinh giỏi lớp 10 á. Làm mấy cái 100 điểm ha, mấy tụi quyền du nó làm 90. Thường chuyên đông du đổ làm 80. Trời ơi cô choáng. Làm hình như là mấy bạn cứ nghĩ là đề sinh giỏi nó làm 8 điểm 9 điểm thì cỡ nào mà đề khó chua chứ không phải là dễ. Case sữa. Theo xuống nhé. Được chưa? Con xuống được chưa?
Câu số. Câu số 10 nha, câu số 1. Rồi con xuống nè. Con số 2, câu D. Reveling. Dẫn chứng là mà đoạn 1 luôn. Câu số 3 là most frequent đang thịnh hành phổ biến thông dụng thường xuyên. Thường xuyên nhất, occasional là thỉnh thoảng, không hợp lý. Câu số 4, cái đề này dễ hơn đề trên đó các bạn. Câu D, 4D nha. Dẫn chứng là động 1. Câu xuống tiếp. Câu số 11, it ở đây là ear. As it crosses the Sierra Nevada, khi nó đi băng qua cái Sierra thì nó là ở đây là ear, không khí. Câu 10 là chọn đáp án B, dẫn chứng loại 1 luôn các bạn ạ. Tuấn, number 7. Câu D. Dẫn chứng ở trong đoạn 2. Câu số 3, được chưa tụi bạn mấy bạn? The formal là cái trước, còn the later là cái sau á. Các bạn nhớ là khi mà người ta hay nhắc đến hai cái, người ta nói là the formal là cái phía trước, cái trước là cái nào được nhắc trước thì dùng là the formal. Đây, có hai cái hồ đúng không? Thì cái này cái trước nè, cái này the later là cái sau, thì cái formal là dùng cái này. Chọn đáp án B.
Câu số 9 là accumulated, collected là tích lũy. Câu A, câu C. Câu này dễ. Câu số 10 chọn đáp án D, hết 10 câu. Đúng không mấy bạn? Khả Tân được mấy con? Thảo Vân, Thảo, Thảo ơi, cô không thấy cô nhúc nhích gì luôn á. Ít ra phải cho cô biết là con làm được bao nhiêu chứ. 8. Thảo ơi. Yes, ok. Rồi, mấy bạn nhớ là phải phải trung thực nha. Chứ đi thi là đây là thực lực, đấu với nhau thực lực thôi. Mấy bạn sửa phần lục lỗi cho cô. Chỗ nào không hiểu thì hỏi. Ngã về thiên về, run to, bend forward là xu hướng, khuynh hướng. Partial, thoái, khoái. Tenable là đứng vững, trụ được. Cling là bám vào. Clutch, giật, chập lấy. Embrace, mấy cái từ này học bên Destination C1, C2 là có hết rồi nè. Câu 1D, câu 2A. Câu 3D. Câu 4 chọn C. Ví dụ mà cô nói nhanh quá thì bảo cô slow down lại nhé. Xuống tiếp. Câu 4 chọn bài C. Câu số 5, shifting, thay đổi, chuyển đổi. Ongoing là đang diễn ra. Prospering, phát triển, thịnh vượng. Câu 6 là chọn to. Câu 7 là chọn likewise. Câu 8 là chọn flip side. Flip side là mặt trái, ngược lại nha. On the flip side. Các bạn muốn mốt dùng từ flip side để viết cũng được nè. Câu số 9 off, devoid off. Và câu số 10 là devote to. Bạn đề này cô nghĩ là các bạn sẽ đúng nhiều. Bao nhiêu trên trên 10 nào? Everyone?
Bao nhiêu trên 10? Vài bữa cô cho làm thử cái đề Đắk Lắk thử coi làm được bao nhiêu điểm. Đoạn số 2. Field là in the field là trong lĩnh vực nha, đừng như là cánh đồng chết luôn á. Consider là xem xét cân nhắc. Câu số 2 chọn D. Câu 3 asset là đánh giá tài sản, đánh thuế, định giá. Review là xem xét lại. Ba lần sờ cân bằng. Survey là khảo sát. Trốn các bạn. 4 course, 5 recognize, 6 goals. Bảy là into nha, deceive into lừa ai. Câu 8 là shop around. Cái này mình học rồi luôn là các bạn. Crash course, khóa học cấp tốc, make progress. Câu 10 chọn D. It's okay. Đúng hết không? Hello everyone, đúng không các bạn? Tám trên 10, 8 trên 10 là ghê rồi. Ok, phần viết, điền từ. Mấy bạn điền từ đi rồi cô sẽ xuống dưới, cô sẽ cho các coi cái explanation. Đúng nha.
six. Okay. Câu số bài 2. Mỗi cái đề, thật ra đề 30 tháng 4 thì hơi nặng thôi. So với trung học phổ thông hơi nặng, thật sự nặng, học sinh giỏi. Bởi vì cái kia thì ví dụ như là phonetics thì một số tỉnh nó không có cho ra mà cho nghe. Nhưng mà nếu mà con làm tốt cái phần này khoảng 80% thì con đi thi tỉnh cũng không lo lắng gì nhiều. À quên, Tâm bữa trước cô hỏi cô có phần IELTS đúng không? Tâm, con học viết thôi nha. Nếu mà con đã có một cái nền tiếng Anh tốt rồi, phần nghe con tự nghe được nè, phần đọc thì con học từ vựng nhiều vô, con làm đề là lên. Phần speaking là mình có cái bộ forecast, mỗi quý có một cái bộ forecast khoảng 50 đề, con có luyện theo đó. Và mỗi lần con nói thì con nói theo một cách khác, đừng có nói theo cùng một cái cách mà mình nói ban đầu, bởi vì vô giám khảo sẽ phát hiện mình học thuộc. Họ chỉ cần đảo một hai câu hỏi là người ta biết con học thuộc rồi. Nên là con phải luyện cái fluency á, với lại cái từ vựng. Cô nghĩ là con nên học một khóa viết. Nếu mà con cần thì cô sẽ tư vấn cho con cái chỗ mà người ta dạy có tâm, thực sự có tâm, mà học sinh được học sinh ít nữa. Còn bây giờ bát nháo lắm. Ở đây là giáo viên 8.5 trở lên thôi. 8.5 với lại CBE thì rõ ràng là cái, với lại cô cũng va chạm chuyên môn rồi nên là siêu giỏi. Ok, number one, number two and number three. Được chưa? Xuống nha, number 4, number 5, number 6, number 7. Tây Âu là sở hữu, được sở hữu bởi chính phủ của các bạn. For comment, bank could be not be rich. 11 là campaign, câu số 8 là campaign, câu số 9 là why. A wide range of rất nhiều đất nước và transparent. Transparent, minh bạch rõ ràng. Xuống nha. Con số 1 đến con số 10 nè. Có chỗ nào mà mấy bạn đang tăng, ví dụ cô ơi em điền từ này được không thì em phải hỏi nha. Chứ đừng có im lặng. Im lặng là cô bó tay á.
Đúng nè. Ok, điền vào điền work form sickly biểu hiện đau khổ, bất hạnh, uể oải. Cái đây là ánh sáng yếu, màu sắc. Color insomnia, insomnia glare, chói lọi, mất ngủ. Câu số 2 là keystrokes, bàn phím, bấm bàn phím. Xuống nhé. Intensify script full, nhớ những cái này là theater goer, những người đi xem hát. Xong chưa? Cô xuống. Associate. Associate là phó như mấy bạn. Dịch là phó, phó giám đốc. Chứ đừng dịch là liên kết nha. Wristband là giật gân, nhịp độ nhanh, và upcoming là sắp tới. Câu 6, 7, 8. Cô giải hết bộ 2017, 2018, 2016, 2015. Là các bạn có một cái lượng kiến thức, nếu mà các bạn nô lại từ vựng học đó, là các bạn có một cái lượng từ vựng hoặc là lượng cấu trúc khổng lồ luôn á. Thì cái đề IELTS các bạn đi thi á, học thêm writing phần essay nữa và nghe, thì mình tự nghe, không thể nào làm bằng thấp được, tại vì thường đề xin giỏi nó đã khó hơn IELTS rồi các bạn ạ. Khó hơn một số bộ phận nha, chứ không phải là khó hơn tất cả các phần đâu. Mấy câu nói là cô Tâm nói là nó khó hơn xỉu luôn á.
Ok, tiếp nè. Rồi, câu số 8, 9. Close up, cận cảnh. Câu 9, close up. Câu 10, collaborative là liên kết, hợp tác. Xuống phần viết câu, à, phần đoạn văn. Xong chưa các bạn ơi? It's okay. Rồi có xuống nè, nhanh. Cái phần là quản lý explanation in Vietnamese. Chỗ nào tụi con không 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 kịp bắt đầu con phải nói. Cô xuống rồi chưa? Notification là cái nút mà ở trên cái Facebook của các bạn á. Spokesperson là người phát ngôn. Alliance, liên minh, centralized, tập trung. Divestment, divestiture là thoái vốn. Hết.
Tiếp tục xuống cái phần sửa lỗi sai nè. Câu 1 cho đến câu 10 và 15. Nâu lại mấy bạn nhớ lên dùng cái bút 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 quẹt á, quẹt cho nó nhanh thôi nha. Xong chưa các bạn ơi, it's ok. Được chưa, để cô xuống nè. Không thấy đứa nào nói gì hết trời. Lies, disappear, disperse, giải tán đám đông. Closure, enclosure, bài này hơi khó đó nha. Base, chuyển thành fruit, dưới chân của cái gì đó. Setting, erecting, brief, briefing, bản tóm tắt, hướng dẫn. Lies, 20. Rồi thu xuống phần viết câu với bạn sửa lệ nha. Câu số 1 là Fed up with the back teeth chán ngấy.
khó chịu. Thứ hai là firing on all, đốt cháy hết, đóng xin làm việc hết hết năng suất của các bạn. Đây là toàn là idiom hết. Thứ ba là forecast for hedge the best, one bet là thực hiện cả hai phương án. Ở trên kịp không, sửa kịp không các bạn ơi? It's okay, không có tí nữa cô gửi cái file này cho các bạn sửa nha. Câu số 4 là you have someone over peril, đưa ai đó vào thế bất lực. Được chưa? Câu số 5 là have someone rolling in the ở đây cái lối đi dành cho hai hàng ghế, nhưng mà ở đây là một cái thành ngữ khiến cho ai đó cười nghiêng ngả, không nhịn nổi và turn out, là sell under false color, là con che giấu. Che giấu bản thân và che giấu bản chất. Câu 7 mình sẽ có là break with, phá vỡ truyền thống. Cái này là nằm trong destination B2 là có rồi. Câu 8 là break element to go forward, có nghĩa là ra ngoài và chịu thời tiết khắc nghiệt. Giống như bão bùng đang ở Trung Quốc bây giờ các bạn. Cash bloom là gieo rắc, bùng bão u ám. Và câu cuối cùng là sự ăn năn hối lỗi về điều gì đó. Thì 10 câu này tí nữa cô gửi cho các bạn cái file để các bạn sửa cho nó kỹ hơn. Any questions for me before we start today? Và tí nữa cô gửi cho các bạn thêm 3 đề nữa nhé. 3 đề cứ theo đúng trật tự của đề các bạn làm. Ok, có câu hỏi gì cho cô không các bạn ơi? Any questions? Rồi, sửa và gặp từ vựng nào không biết thì phải học nha, đừng có để mà ấy chết chết luôn á. Đây, cô gửi. Ok. Rồi, nghỉ thôi. Tí nữa cô gửi thêm 3 đề nữa.